Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vinh Lâm TV. Và ngày hôm nay một buổi chiều rảnh rỗi, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một con đường mà nơi đó có lẽ sẽ rất là quen thuộc đối với cô chú anh chị. Đó là con đường Tôn Thất Tùng. Và video clip được thực hiện bởi sự yêu cầu của anh Mai Xuân. Và video clip này chúng ta sẽ đi về nhà thờ Nguyễn Sĩ để mình thăm lại ngôi nhà thờ có kiến trúc rất là lâu đời ở Sài Gòn này. Và tiếp theo mình sẽ đi về nhà số 27 đường Tôn Thất Tùng để anh chị có dịp nhìn lại ngôi nhà xưa của mình. Và nhân đêm cũng mời tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng lang thang, cùng ngắm Sài Gòn buổi chiều, cùng đi dạo xem không khí Noel ở nhà thờ chợ quán, ôi nhà thờ Nguyễn Sĩ này như thế nào ha. Và hôm nay là chủ nhật chúng ta sẽ lang thang ở đây. Và trước mặt chúng ta đây là cái bồn vinh Cống Quỳnh, bồn vinh nhỏ nhỏ thôi. Và thẳng hướng bên trái đó là đường Nguyễn Trãi đi về quận 5, và hướng bên phải đó là đường Cống Quỳnh đi ra Hồng Lập Tử, Cao Thắng, đi về quận 3, quận 10. Và kế bên thì có cái tòa nhà hiện đang bỏ trống nè, Va Phát Cô nè. Ngày xưa thì rạp Khải Hoàn, theo sự chia sẻ của anh chị thì nó sẽ nằm ở đây. Và chúng ta đang trước mặt đứng trước một ngôi chợ, đó là chợ Thái Bình, chung nữa nó lộn nữa, chợ Hòa Bình nữa, bà con thông cảm nha. Và trước mặt chợ Thái Bình thì bán rất là nhiều hàng quán ăn uống, nhưng mà bây giờ còn sớm nên người ta dọn ra chưa có hết ha. Ở đây thì có hủ tiếu, phở, bánh canh nuôi, rồi bún rất là nhiều nè, cháo, thập cẩm. Anh chị đang dọn ra, đang dọn hàng nè. Bây giờ này chợ Thái Bình cũng chuẩn bị nghỉ rồi, những hàng ăn tiếp tục bán để phục vụ về đêm cho thực khách. Và trước mặt chúng ta đây là con đường Phạm Ngũ Lão, và ngay góc đây có một cái xe bánh mì cũng rất là nổi tiếng, bánh mì Chim Chạy. Có lẽ Chim Chạy là một cái thương hiệu rồi. Ngày xưa Chim Chạy là con đà điểu đó, nhưng mà bây giờ chắc không, lẽ không có đà điểu đâu. Rồi mình sẽ qua đường ha, qua đường đi theo cặp đường Nguyễn Trãi, chúng ta sẽ đi đến cái nhà thờ Nguyễn Sĩ, Nhất Sĩ Nhì Phương. Nguyễn Sĩ là một nhà thờ rất là lâu đời ở vùng đất Sài Gòn này rồi nè. Phía trước chúng ta có một dãy nhà rất là xưa. Theo cặp đường này là Võ Tánh Nguyễn Trãi nè, ngày xưa là tên Võ Tánh đó. Bên cánh phải là cái bến xe bus. Wow.
Và mình nhìn qua đây đó là con đường tiện quên tên con đường này, tại vì đường này em cũng thường xuyên đi nhưng mà nó ngắn lắm. Đường Nam Quốc Cang, trời tự nhiên quên tên đường cách vô cớ. Và ngày nay đầu đường là quán cà phê Highland Coffee. Và kế đến chúng ta sẽ có con đường ngày xưa là đường rầy xe lửa đó, nối từ ga Hòa Hưng cho đến công viên 23 tháng 9 ngày hôm nay. Đó là con đường Lương Hữu Khánh, nó dài đến qua bên Nguyễn Thượng Hiền. Nhìn xa xa đó là nhà thờ Nguyễn Sĩ, và phía sau nhà thờ là ngôi trường, và cạnh nhà thờ cũng là ngôi trường, đó là trường Bùi Thị Xuân. Ngày xưa là trường Nguyễn Bá Tồng đó. Xanh xanh là ngôi trường Kết Đoàn, trường tiểu học Kết Đoàn nè. Và cặp theo con đường Lương Hữu Khánh nè. Không biết ngày xưa có phải là khuôn viên nhà thờ thì bao gồm luôn những ngôi trường này hay không? Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy tách biệt ha, chứ không phải là trong khuôn viên nhà thờ đâu ha. Nhà thờ thì màu vàng vàng nè. Và chúng ta đang đứng ở cửa bên hông của nhà thờ. Và hôm nay mình đi lại thăm nhà thờ xem hôm nay nhà thờ có trang trí gì không. Và hôm nay chắc có rất nhiều bà con đi lễ nè. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều. Và phía bên đây là đường Lê Lai nè. Lê Lai thẳng ra khách sạn New World. Bên đây là bến xe bus thuộc khu B, công viên 23 tháng 9. Khi mà chúng ta đi ở cái khu vực này thì mình nghe cái mùi amoniac rất là khó chịu. Ở tất cả bến xe thì bến xe nào cũng có cái mùi này hết. Đó, chị thu gom ve chai, chị lụm mấy cái kiến bể đó, cái mảnh vụn của mấy kiến đó. Cái này cũng mua ve chai được nữa ta. Rồi chúng ta đi tiếp ha, theo thẳng đường Lê Lai này sẽ ra chợ Sài Gòn luôn nè. Và nơi đây có cái mũi tàu vẫn như ngày nào. Ngay mũi tàu thì có quán cà phê Mai Play, rất là mát mẻ và yên tĩnh. Chúng ta qua đường nha. Xe rất là đông. Rồi chúng ta qua đường. Đó. Theo đường Nguyễn Trãi. Đó, mình nhìn bên hông nhà thờ nè. Có lẽ ngày xưa anh chị nếu mà ở đây thì cũng có ít nhất đôi ba lần chúng ta đi lễ nhà thờ này. Nhà thờ đang lễ xong rồi, rất là đông các giáo dân đang đi lễ. Chúng ta tiếp tục đi trên đường Nguyễn Trãi nha. Và ngay cái đoạn Tôn Thất Tùng này có một cái chung cư rất là xưa.
Và nhìn là cái dãy chung cư này nè. Chung cư này có ba mặt tiền: Nguyễn Trãi, Tố Tùng, rồi Lê Lai. Thẳng bên đây Lê Lai nè, qua công viên 39 nè. Ngày nay thì con đường Tố Tùng đi thẳng qua bên tới Đỗ Quang Đẩu luôn đó ha. Rồi chúng ta tiếp tục đi qua đường để đi đến cổng chính của nhà thờ, để mình xem hình ảnh của nhà thờ ngày hôm nay như thế nào. Sau một ngày làm việc thì chúng ta mở tivi lên, ngồi lên ghế massage và mở máy lạnh lên, mở máy điều hòa lên, xem những hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Buổi chiều thì hôm nay Chủ nhật nên rất nhiều giáo dân đi lễ. Anh Xuân mất. Mai Xuân xem có ai quen không nha. Đối diện cổng chính nhà thờ nè là con đường Tôn Thất Tùng nè. Ở đây có vi tính Nova nè, vẫn còn như ngày xưa nè. Rồi kế đến cửa hàng vi tính nhỏ nhỏ. Rồi ở đây có một cái chành xe mà đi về như Vũng Tàu thì phải, đầu buổi trưa thôi. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi con đường này ha. Còn bây giờ chúng ta vô nhà thờ chơi nha. Có gặp nè. Cái mặt tiền của nhà thờ vẫn có một cái nét riêng, vẫn cái tông màu như ngày xưa. Ở dưới thì có trang trí hang đá nữa nè. Chốt gốc trên cao. Mình nhìn lại khuôn viên của nhà thờ nè. Này là bên mặt đường Nguyễn Trãi. Hàng đá vẫn như ngày xưa nè. Theo bên đây là mặt đường Tôn Thất Tùng. Tượng Chúa Giêsu. Và ngày xưa ở phía mặt bên đây, sát vách với trường Bùi Thị Xuân thì có một cái công ty vi tính bán máy in. Nhưng mà ngày nay thì những công ty đó đã trả lại một phần đất của nhà thờ rồi. Và bên đây xây lên một cái em cũng không biết gọi là gì nữa, nhưng mà chỗ này có cái ký hiệu là RIP. Rồi, chúng ta đang đứng ở trước mặt Chúa.
sau có một cái dãy nhà mới vừa xây xong nè. Trong đây có shop ve chai. Là những cái vật dụng từ ve chai đó họ làm ra những cái sản phẩm. Nhà sinh hoạt của nhà thờ nè. Chủng viện dự bị. Ở phía bên kia là nhà hàng Adora nè. Là bãi xe nè, bãi xe bên mặt đường Nguyễn Trãi nè. Mọi việc an lành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi ra đường Tố Tùng, chia tay nhà thờ Nguyễn Sĩ, mình đi về nhà thôi. Nếu các anh chị ngày xưa đã từng ở đây thì cái hình ảnh này giống như là mình mới vừa đi lễ về nè. Mình sẽ đi qua bên kia đường để hồi nữa mình view cái nhà mình cho nó rõ hơn ha. Trước cửa nhà thờ thì cũng có một cái shop bán đồ lưu niệm của các sơ.
Và mình nhìn lại nhà thờ mình lần nữa nè. Có lẽ video clip ngày hôm nay sẽ rất là dài, cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha, tại vì cái hành trình của video clip này nó đi giáp cái nhà thờ, khung cảnh nhà thờ, rồi mình đi về con đường Tô Hữu Tùng. Ngày xưa thì có ngay chỗ cái cửa này nè, là một công ty vi tính hình như là Đại Thuận đó. Nên thành ra bây giờ thì trở thành cái phần của nhà thờ rồi nè. Có lẽ ngày xưa là công ty đó thuê của nhà thờ đó, sau này thì họ đã trả lại rồi. Và kế bên phần nhà thờ thì có cái nhà hàng San Garden nè, phần nhà hàng này của Đông Phương Group. San Garden thì ăn cũng rất là ngon ha, em nghe nị khen hoài mà em cũng chưa vô lần nào. Không biết cô chú anh chị bạn có ghé hệ thống nhà hàng này ăn chưa ha? Em thấy ở bên Phú Mỹ Hưng cũng có mấy cái. Và Sài Gòn bây giờ bắt đầu lên đèn rồi. Chúng ta tiếp tục nhé. Đi tới một tí là Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế. Ngày xưa con đường này ở cái đoạn ở cái khu này bán rất là nhiều máy vi tính, nhưng mà ngày nay đã giảm hết khoảng 80% rồi, bởi vì ở đây mặt bằng rất là cao, rồi cộng thêm đồ vi tính bây giờ bán cũng không có lời. Ngày xưa thịnh hành nhất là những thập niên 90 rồi 2000, rất là nhiều máy second hand bán rất là có giá. Ở đây có công ty Maya, rồi TK, rồi Phương Trần. Bây giờ đây là Maya nè. Mình nhìn lại Bệnh viện Phụ Sản nè. Và đây là đường Bùi Thị Xuân. Thẳng hướng Bùi Xuân chúng ta sẽ đến siêu thị Co-op Mart. Và ngay góc này thì là Thảo Computer, cũng rất là lâu năm ở đây rồi nè. Ngày xưa thì bên kia công ty Minh Thông còn hoạt động rất là đông đúc, nhưng mà sau này thì cũng vắng lặng bớt rồi. Nhà thì bỏ không, vẫn còn kinh doanh nhưng mà một mảng nhỏ thôi, không còn phân phối lớn như ngày xưa nữa. Điều hưu ngành hàng vi tính ở đây. Bên tay nhìn thấy ở đây là con đường bên cánh phải là Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu ngày xưa đó, mà bên cánh trái là Bùi Thị Xuân. Và con đường có rất nhiều khách sạn ở đây đó. Và cái nhà chúng ta thấy kế bên nhà xanh xanh đó, nhà mà có cái màu đỏ sẫm sẫm đó, là tòa nhà của nhà phân phối Minh Thông đó, phân phối Manasot. Nếu anh chị ngày xưa đã kinh doanh vi tính thì có lẽ sẽ rất là quen thuộc với những cái công ty này. Và chúng ta đợi qua đường nha, bên kia vẫn là cà phê La Mode như ngày xưa, ở ngay cái nhà rất là xưa cổ. Không biết ngày hôm nay vi tính Thiên Ân ở nhà số 27 Tôn Thất Tùng có còn hay không, và hôm nay chúng ta có dịp đi đến để xem hình ảnh của ngôi nhà chúng ta như thế nào. Nếu anh chị đã lâu rồi không có về Sài Gòn thì video clip này sẽ mang anh chị đến, mang Sài Gòn đến các anh chị gần hơn. Nhiều khi các anh chị xem riết rồi
khỏi cần về Sài Gòn luôn, giống như là có một cái camera di động để mình cập nhật Sài Gòn vậy đó. Và bên Lâm TV là một cái camera di động để các anh chị Tây Việt theo dõi. Và nói về từng căn ở đây thì có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, nên thành ra chúng ta chỉ nhìn phát thảo thôi khung cảnh này. Ở đây vi tính Trường Giang vẫn còn nè, ngày xưa sản xuất đĩa đó, bán ba cái đĩa software đó, ngày nay vẫn còn đó. Công ty này cũng một trong những cái công ty mà lâu rồi nhất ở khu Bụi Xuân này. Chúng ta đến cái đường Sương Nguyệt Anh. Ngày xưa thì có công ty vi tính Hoàng Long ở đây là rất là lớn, rất là nổi tiếng. Nhưng mà ngày hôm nay là nhà khoa rồi. Hoàng Long thì cũng đã phá sản rồi. Rất nhiều ngành hàng vi tính, rất nhiều công ty vi tính đã không còn. Và đây chúng ta thấy tiệm ăn Mê Công, quán cơm sườn rất là ngon, nổi tiếng. Ngày xưa em cũng hay review mấy lần đó. Mấy anh chị bạn đã xem chưa? Nhưng mà đã lâu rồi em không có quay lại. Không biết bây giờ hương vị như thế nào. Có đường Sư Ánh với căn nhà của Ngọc Sơn. Đi tới một tí ha. Rồi mình nhìn qua bên đây. Ồ, vi tính Thiên Ân nữa kìa. Trước kia ngay chỗ Khuyên này nè, cũng là một công ty vi tính cũng lớn nè, công ty sáng tạo đó. Nhưng mà sau thời gian thì cũng đã không còn nữa rồi. Và chúng ta nhìn lại cái ngôi nhà của mình nè, số 27 Tôn Thất Tùng, vi tính Thiên Ân. Nhà bề ngang cũng rất là lớn, có một lầu, ở trên sân thượng thì có một cái phần nhỏ nữa. Bây giờ thông qua video clip hy vọng các anh chị bạn cũng có hình ảnh để nhìn về quê nhà để cập nhật ha. Và kế bên thì có Bi Chip, kế bên nữa có cà phê Thảo Sương, kế bên nữa có khách sạn Forever, nhà hàng Forever, nhà hàng quán nhậu đó ha. Kế bên nữa có cơm Minh Đức nè. Cơm Minh Đức thì ngày nay có hai bên đường luôn, đối diện cũng có nữa nè. Và thẳng bên kia là Hồng Thập Tự Nguyễn Thiện Minh Khai. Rồi một số hình ảnh ở nhà thờ Chợ Quán, rồi con đường Tô Tùng và nhà số 27 Tô Tùng, vi tính Thiên Ân, gửi cô chú anh chị và các bạn. Nhân đây em cũng xin kính chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn có một cái mùa Noel thật là ấm áp, một năm mới thật là an lành và hạnh phúc. Bye bye các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Trong quá trình thực hiện video thì có không thể không tránh khỏi phần thiếu sót, mà nếu có sai sót các anh chị và các bạn bỏ qua nha. Bye bye các anh chị và các bạn.